Ngày 16 tháng 8 năm 2021, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngay sau khi Bộ Y tế điều động, lực lượng cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã tức tốc lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để thiết lập trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 500 giường tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13. Việc triển khai thiết lập các khoa phòng được thực hiện thần tốc. Sau thời gian ngắn chuẩn bị, trung tâm đã bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng từ ngày 11 tháng 8. Để kịp thời tiếp nhận các bệnh nhân nặng, nguy kịch, bệnh viện không đợi thiết lập xong 500 giường hồi sức mới nhận bệnh mà thực hiện theo mô hình cuốn chiếu, làm tới đâu tiếp nhận bệnh nhân tới đó. Sau khi thiết lập xong 2 khu với gần 100 giường và đã kín bệnh nhân, dự kiến trong ngày 16 tháng 8, bệnh viện tiếp tục thiết lập thêm một khu khác do chủ đầu tư mới bàn giao để tiếp tục tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng. Sau khi trung tâm công bố số điện thoại đường dây nóng, chỉ trong ít ngày đã có hơn 1.000 cuộc gọi cầu cứu từ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trung tâm hồi sức do bệnh viện quản lý chỉ có quy mô 500 giường và mới thiết lập xong 100 giường nên không thể tiếp nhận thêm các bệnh nhân từ các cuộc gọi cầu cứu của người dân. Cái số lượng bệnh nhân thì rất lớn. Và khi mà cái đường dây nóng của trung tâm được giao cho thì anh em báo cáo cho tôi là đến hơn 1.000 cuộc gọi đến, thậm chí là không nghe được nữa. Bởi vì là không còn cái giường nào, không còn cái chỗ nào để mà nhận bệnh nhân nữa. Ở đây tối đa đến 500 giường, mà hiện tại thì chúng ta mới triển khai được hơn 100 giường thôi. Thì tiếp dù có triển khai nữa thì với lượng bệnh nhân như thế này á, thì nó vẫn là muối bỏ bể thôi. Cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng là phải có một cái sự điều phối để làm sao cái trung tâm này là gồm có những cái chuyên gia về mặt hồi sức cũng như là các cái trang thiết bị, thì chúng ta phải dành để cho những cái người bệnh mà ở trong cái tình trạng nặng, trong cái tình trạng nguy hiểm. Thế còn những cái trường hợp bệnh nhẹ hơn thì có thể chúng ta cái điều trị ở những cái trung tâm khác, thì người chúng ta có hy vọng chúng ta cứu được nhiều cái tính mạng con người hơn. Ông Trần Bình Giang cho biết thêm, trung tâm hồi sức COVID-19 do Bệnh viện Việt Đức quản lý là nơi cấp cứu bệnh nhân nặng nên tiếp nhận chủ yếu từ phía ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện dã chiến chuyển lên. Việc phân loại bệnh và điều trị được tiến hành khoa học bài bản. Với phương châm tiếp nhận khẩn trương, điều trị tận tụy, hiện nay riêng phía Bệnh viện Việt Đức đã có trên 360 y bác sĩ cán bộ có chuyên môn vững vàng túc trực tại đây để chăm sóc tận tình, điều trị tích cực nhất cho bệnh nhân. Trung tâm hồi sức do Bệnh viện Việt Đức quản lý với quy mô 500 giường, trong đó có 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy xâm nhập và không xâm nhập, 200 giường cho bệnh nhân thở oxy, 100 giường dành để theo dõi bệnh nhân khi đã chuyển nhẹ. Đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện sẵn sàng tinh thần xung phong vào tâm dịch. Xa gia đình, xa người thân, làm việc trong môi trường đặc biệt, nhưng mỗi người đều xác định xem người bệnh nặng như những người thân của mình, luôn giúp bệnh nhân tất cả mọi việc. Tình trạng bệnh nhân COVID-19 hiện nay có chuyển biến rất nhanh. Các bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm chạy đua với thời gian để cứu người. Với trang thiết bị hiện đại và chuyên gia giàu kinh nghiệm, giáo sư Trần Bình Giang hy vọng Trung tâm Hồi sức Cấp cứu COVID-19 sẽ cứu được nhiều bệnh nhân nặng.